cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tại sao đại bồ tát vì làm nơi hướng đến cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát mong cầu quả vị giác ngộ cao tột, muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc lấy hư không làm chỗ hướng đến, thọ tưởng hành thức cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến, muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn xứ lấy hư không làm chỗ hướng đến, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc xứ, lấy hư không làm chỗ hướng đến, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến, muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn giới lấy hư không làm chỗ hướng đến, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nhĩ giới lấy hư không làm chỗ hướng đến, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình, tuyên thuyết khai thị tĩ giới, lấy hư không làm chỗ hướng đến. Hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình, tuyên thuyết khai thị thiệt giới, lấy hư không làm chỗ hướng đến. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị thân giới lấy hư không làm chỗ hướng đến xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị ý giới lấy hư không làm chỗ hướng đến pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị địa giới lấy hư không làm chỗ hướng đến thủy hỏa phong không thức giới cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị vô minh lấy hư không làm chỗ hướng đến hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị bố thí ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tịnh giới ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị an nhẫn ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tinh tấn ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tịnh lự ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị bát nhã ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị phương tiện thiện xảo ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị nguyện ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị lực ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị trí ba la mật đa lấy hư không làm chỗ hướng đến muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không nội lấy hư không làm chỗ hướng đến pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến